Mình cũng rất là lúc ấy cũng rất là mệt rồi và cũng nhắn vu vơ là em ơi hôm nay anh mệt quá, anh qua phòng trọ em cho anh nằm nghỉ tí. Nó còn rất là kinh chỉnh, nghĩ trong đầu là mình rất là mệt, mình muốn là có một chỗ nghỉ lưng. Khi mà vợ em ra đón, lúc đấy chị lại mặc một bộ đồ bó sát. Lúc đấy là mình cũng đã gợn gợn này, ôi thì vợ em mình... Em có mặc áo khoác mà. Áo khoác nhưng nói chung là vẫn là nhìn thấy bộ đồ bó sát ở trong. Rồi em lên nhà nằm nghỉ, mọi thứ cũng bắt đầu... mùa đông nhưng mà bắt đầu nóng dần thì ôm nhau xong rồi có chuyện đấy. Cơ duyên hai bọn em gặp nhau, em có đi làm một chương trình event, vô tình là cũng book phải vợ em. Cái buổi đầu gặp nhau thì cũng chưa có ấn tượng gì nhiều bởi vì là vợ em đeo khẩu trang make up, chỉ thấy là bạn này rất là trẻ, rất là cao và cái ánh mắt thôi thì cũng khá là cuốn hút. Sau đó thì em có rủ bạn ấy đi xem phim. Còn Quỳnh thì sao con? Con có thích ảnh không? Trong cái vai diễn của ảnh con có thích chưa? Vợ con bảo với con là em hâm mộ anh lắm, em thích anh lắm, rồi em thích các vai diễn của anh lắm. Nhưng mà vì sao con biết là không phải? Là sao? Bởi vì chả xem phim nào của con đóng mà chỉ biết con là diễn viên thôi. Là thảo mai thôi đúng không? Em có xem một phim của anh đóng. Có xem phim. Nhưng mà chỉ một vài phân đoạn thôi. Hóa ra là xem một vài phân đoạn của một bộ phim. Đó là cái cách của bé thôi. Cái công việc của bé nó phải vào, nó gặp anh để nói vậy để cho đỡ có phải bị áp lực nè, đúng không? Mà con make up cho anh á, rồi lúc đó con cái cảm xúc con là sao? Lần đầu tiên mà được make cho người nổi tiếng ấy ạ. Cũng run, cũng kiểu là sợ là make không đẹp. Rồi là sẽ bị chê, nhưng mà sau đấy thì con thấy ưng. Con cũng hơi thích thôi ạ. Cả hai đứa gặp nhau đều hơi thích. Rồi sau đó là rủ đi coi phim luôn. Khi mà đi xem phim thì cũng rất là giữ khoảng cách. Sau đấy về thì cũng thấy là sao bạn này bạn ấy trẻ con thế. Nó cũng bớt thích đi một chút. Điều một cái lại cảm thấy rất là ấn tượng bởi vì là không quá là trưng diện. Sau khi đi xem phim về đi ăn rồi lại trở về rất là, nói chung là rất là cục hẹn, rất là trong sáng. Tức là nghiêm túc và trong sáng. Rất nghiêm túc, kín cổng sáng. Cao tường. Dạ. Sau cái ngày mà... Sau ngày đầu tiên đi chơi đấy. Đi chơi thì sau đó cũng có đi chơi thêm một vài lần. Rồi đến một ngày thì em có đi quay ở gần nhà chỗ vợ em trọ. Mình cũng rất là lúc ấy cũng rất là mệt rồi và cũng nhắn vu vơ là em ơi hôm nay anh mệt quá, anh qua phòng trọ em cho anh nằm nghỉ tí. Mà thực sự thì lúc đấy là con rất là kinh chỉnh, nghĩ trong đầu là mình rất là mệt, mình muốn là có một chỗ nghỉ lưng. Là trong không, sáng rất thôi. Là trong sáng á. Khi mà vợ em ra đón, lúc đấy chị lại mặc một bộ đồ bó sát. Lúc đấy là mình cũng đã gợn gợn này, ôi thì vợ em mình... Em có mặc áo khoác mà. Áo khoác nhưng nói chung là vẫn là nhìn thấy bộ đồ bó sát ở trong. Nhìn thấy hết các đồ trong đấy. Thì thấy sao trong tưởng tượng của mình bạn này rất là trẻ con, bạn này 19 tuổi mà sao lại có người đẹp như thế này. Sao lại mẩy nhở. Rồi em lên nhà nằm nghỉ, mọi thứ cũng bắt đầu mùa đông nhưng mà bắt đầu nóng dần. Ôm nhau xong rồi có chuyện đấy. Ông Thiên ông mệt quá rồi đấy mà ông xin về nghỉ. Ông về ông còn mệt. Ông có nghỉ ngơi gì đâu. Cuối cùng lại thành là mệt hơn.